cách bảo vệ mắt khi tiếp xúc với máy tính hàng ngày. Ngày nay, do nhu cầu công việc và giải trí khiến chúng ta phải tiếp xúc rất nhiều với màn hình điện thoại và máy tính. Việc tiếp xúc nhiều với máy tính khiến mắt của bạn dễ mắc những bệnh về rối loạn thị giác. Sau đây là một số quy tắc và bài tập thư giãn mắt sẽ giúp bạn giảm những triệu chứng nhìn mờ, mỏi mắt, nhức đầu khi ngồi máy tính hàng ngày của bạn. 8 quy tắc giúp mắt khỏe. Điều chỉnh tư thế ngồi là cách bảo vệ mắt cực kỳ quan trọng. Bàn làm việc hoặc màn hình máy tính cần chếch lên 15 đến 20 độ so với mặt phẳng nằm ngang. Khoảng cách từ mắt tới màn hình không ngắn hơn chiều dài một cánh tay, tính từ khuỷu tay cho đến lòng bàn tay. Giảm lượng bức xạ từ màn hình. Ánh sáng từ màn hình máy tính nếu được chiếu trực tiếp vào mắt sẽ khiến mắt khó chịu và căng thẳng. Vì vậy, để giảm lượng bức xạ từ màn hình, vị trí màn hình máy tính nên được đặt cách mắt 50-60cm, hoặc bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng màn hình hoặc đặt thêm kính lọc trước màn hình để đảm bảo không ảnh hưởng quá nhiều đến mắt. Sử dụng loại màn hình có độ phân giải cao, màn hình LED để chống ánh sáng xanh sẽ tốt cho mắt của bạn. Tránh làm việc trong phòng tối. Làm việc trong phòng tối sẽ khiến mắt bạn mệt mỏi vì mắt lúc nào cũng phải điều tiết để phù hợp với độ sáng của màn hình và bóng tối của môi trường xung quanh. Bạn nên chọn vị trí ngồi và đặt máy tính sao cho màn hình không bị phản quang bởi các nguồn sáng khác, tốt nhất là ở nơi có ánh sáng tự nhiên. Đo khám mắt thường xuyên. Một trong những cách để bảo vệ mắt chính là đo khám mắt định kỳ. Nếu việc bạn tuân thủ đúng các khoảng cách về màn hình và về cả độ sáng nhưng không cải thiện được việc nhìn mờ, nhìn không rõ thì bạn nên thăm khám mắt. Dùng nước mắt nhân tạo. Thường xuyên nhìn chăm chăm vào màn hình khiến lần chớp mắt ít đi, khiến mắt bạn bị khô. Vì thế, nên dùng nước mắt nhân tạo để tránh tình trạng khô mắt và để mắt nghỉ ngơi, tránh nhìn màn hình mỗi 20 phút. Cho mắt nghỉ ngơi. Bạn nên cho mắt nghỉ ngơi thường xuyên theo quy tắc 20-20-20. Quy tắc này yêu cầu cứ 20 phút sử dụng máy tính, hãy rời tầm mắt khỏi màn hình sang một vật cách bạn ít nhất 6 mét trong khoảng 20 giây. Bằng cách này, bạn sẽ tăng số lần nháy mắt tự nhiên và cho mắt cơ hội nghỉ ngơi. Nếu làm việc tại nhà, bạn nên ngồi đối mặt với cửa sổ thay vì một bức tường. Bạn cũng có thể rời khỏi máy tính và ra khỏi văn phòng làm việc trong vòng 1 đến 2 phút để thư giãn. Dành thời gian tĩnh tâm. Theo các nghiên cứu, việc sử dụng máy tính thường xuyên có thể dẫn đến sự gia tăng sản xuất cortisol, một hormone gây stress. Mức độ cortisol cao sẽ kéo theo các vấn đề liên quan đến mất ngủ, lo lắng, trầm cảm. Bạn hãy để hệ thần kinh của bạn được nghỉ ngơi, tĩnh tâm bằng cách thực hành yoga, ngồi thiền hoặc đi dạo. Không nhìn màn hình trước khi ngủ. Con người chúng ta đã được lập trình để hoạt động vào ban ngày và ngủ nghỉ vào ban đêm. Nếu nhìn màn hình các thiết bị điện tử trước khi ngủ sẽ kích thích tinh thần và gây ra các vấn đề về giấc ngủ. Tốt nhất, bạn nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ để mắt cảm thấy dễ chịu. 5 bài tập thư giãn mắt. Nhắm mắt. Bài tập này rất đơn giản và bạn có thể thực hành nó mọi lúc, mọi nơi. Bạn chỉ cần nhắm chặt mắt trong vòng 3 đến 5 giây, sau đó mở mắt trong 3 đến 5 giây tiếp theo. Lặp lại động tác khoảng 7 đến 8 lần. Khi thực hiện động tác nhắm mắt, bạn có thể dùng hai tay massage nhẹ nhàng quanh mắt trong vòng 1 đến 2 phút theo chiều xuôi và ngược lại để cảm nhận các cơ mắt được co giãn và phục hồi. Chớp mắt liên tục. Bạn hãy thực hiện chớp mắt liên tục trong 2 phút để giúp tăng lượng máu lưu thông đến đôi mắt, giảm tình trạng mỏi mắt và khô mắt. Vẽ hình bằng mắt. Với bài tập này, bạn cần giữ thẳng đầu, tập trung nhìn vào khoảng trống trước mắt, dùng mắt vẽ các hình hoặc viết chữ theo suy nghĩ của mình. Cách này giúp mắt được di chuyển, thư giãn nhẹ nhàng, tâm trí cũng thả lỏng. Dùng tay ấn nhẹ vào thái dương. Đây là bài tập giúp dịch trong mắt lưu thông tốt hơn. Bạn sử dụng ngón trỏ hoặc ngón giữa, ấn nhẹ giữa thái dương, giữ trong vòng 4 đến 5 giây. Lặp lại động tác này 5 lần. Trong khi thực hiện, bạn có thể vừa ấn nhẹ vào thái dương vừa nhắm mắt. Nhìn sang trái, sang phải. Bài tập mắt này cũng tựa như bài vẽ hình bằng mắt, sẽ giúp mắt được di chuyển, hoạt động linh hoạt thay vì nhìn vào một điểm. Bạn giữ thẳng đầu, đưa mắt nhìn từ trái sang phải và ngược lại. Thực hiện động tác này 10 lần, mỗi ngày làm từ 2 đến 3 lần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.